Đây, hôm nay em test cái bộ lăng trước khi giao cho khách nè. Cái này là em yêu khoa học nha. Đó. Nói chung là mấy anh đừng so sánh với máy mài. So sánh với máy mài, so sánh làm gì cho nó mệt. Đó. Cái này là dạng như là mình thích khám phá, mình thích tìm tòi, thích những cái mới. Đó. Rồi, thì cái này em làm cái này, em hướng dẫn khách cách sử dụng nó nha. Rồi, đầu tiên mình xác định cái phần mà mình cần lăn cho nó bóng. Cái này em mới phay phả thôi. Tức là phay phả thì nó sẽ còn độ nhám nha. Mình kéo ngón tay nó sẽ có cận. Đó. Rồi, thì đầu tiên phải cho 3 viên bi nó tiếp xúc hết trên mặt phẳng. Sau đó là mình cho chạy tốc độ là em đang chạy tốc độ này là 260, bước tiến của bàn là 80 nha. Đó, bước tiến của bàn là 80, không có chạy nhanh nha. 260 80 và phải có tưới nha. Rồi cho 3 viên bi tiếp xúc với mặt phẳng hết. Rồi xong bắt đầu khởi động máy. Đó, nó sẽ chạy như vậy ha. Rồi, sau khi cho cái bàn nó rời khỏi thì mình cho tiến xuống 0.05 nữa nha mọi người. Cho đầu xuống 0.05 nữa là được. À, giờ em cho cái bàn rời khỏi bàn ha. Rời khỏi cái mặt phẳng. Mỗi một lần vậy là 0.05 thôi nha mọi người, đừng làm nhiều nha. Làm nhiều là nó ảnh hưởng tới tới cái bộ của mình, với lại ảnh hưởng tới luôn cả cái máy của mình luôn. Cái đoạn vào á là nó sẽ va đập những viên bi vào trong cái cạnh á, nhưng mà khi nó vào được tất cả những viên bi nó đều nằm trong mặt phẳng này hết rồi thì nó sẽ không có kêu tiếng lắc cách đó nữa. Rồi, những viên bi nó vào hết rồi đó mọi người. Đó, đây. Đây, mọi người thấy bắt đầu nó bóng chưa? Đó. Dĩ nhiên là mình phay bằng chip thì nó sẽ có sọc. Nhưng mà mình lăn cái này giống như nó lấy núi mà nó lắp xuống thung lũng nha mọi người. Đó, cái nào cao thì nó gọt ngang, chỗ nào nó bị thấp thì nó sang lắp xuống. Đây. Rồi khúc này em tua nhanh nha. Tua nhanh cho nó đỡ mất thời gian. Tại vì với cái tốc độ này thì rất là lâu, cái clip phải mất cả 10 phút lận. Rồi, đây em cho mọi người coi sơ nha. Đây. Đó. Này sẽ nó sẽ khử được cái độ nhám trên này rất là nhiều. Này cái này là sọc phay nè. Đây, còn này là sọc em vừa lăn bóng qua nè. Đó, bây giờ đi lại một đợt nữa nha. Đây, và xuống 0.05 nữa nha mọi người. Đó, ăn một bát 0.05 thôi nha, không được ăn nhiều nha. Đây, 0.05. Rồi đi trả tay lại nha. Đó, mọi người thấy đẹp không? Đây. Rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Dĩ nhiên là nó cũng sẽ còn những cái vết của bi nhưng mà rất là nhỏ nha mọi người. Đó. Nó rất là cạn chứ không phải sâu như cái vết phay như vậy đâu. Đó. Đây, nhưng mà nó sẽ rất là bóng, rất là đẹp. Em thịt khô cái em lấy dẻ em lao cái em cho mọi người xem nha. Dành tí. Có một tay nên mọi người thông cảm nha. Đây. Đây. Mọi người thấy nó bóng ghê không? Nó bóng. Nó giống như mà dời núi lấp biển vậy mọi người. Nó dĩ nhiên là nó sẽ có những vết bi nhưng mà cái vết nhìn thấy vậy thôi nhưng mà mình sờ bằng tay là không có nha mọi người. Nè giống như cái này mình nè. Đó, mọi người nghe không? Còn cái này nè. Đó. Đây. Rất là móng. Và nó sẽ giảm đi mỗi lần 0.05 như vậy. Nhưng mà khi mà em lăn em lấy đồng hồ soi em soi vô thử thì nó giảm dữ lắm là 0.01 rồi mọi người. Đó. 0.01, 0.02 là dữ lắm à. Chứ không có nhiều nha. Đây. Đây. Rồi, đẹp nha. Rồi, mấy sản phẩm này thì hiện tại là em không còn nhận làm. Đó. Em chỉ rao bán đợt đầu và anh em nào đặt hàng thì có thôi. Hiện tại là có tổng cộng là 4 cái. Đó, đợt này em làm chỉ có 4 cái thôi do bận quá mọi người. Rồi bye bye, chúc mọi người ngày thật là tốt lành nha.